Chào mừng anh em trở lại với Auto Việt Nam. Trong chuyên mục xe cũ, xe đã qua sử dụng của chúng tôi, ngày hôm nay Auto Việt Nam xin phép được giới thiệu tới anh em một chiếc xe SUV 7 chỗ của một thương hiệu rất nổi tiếng ở tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc xe Mazda CX-8 phiên bản Premium AVKD sản xuất năm 2019. Hiện tại thì được Thaco Trường Hải phân phối với mức giá bán ở tại thị trường Việt Nam là 1.399.000.000 đồng. Ở thời điểm năm 2019 thì mẫu xe Mazda CX-8 này được chủ nhân, chủ sở hữu của nó đăng ký bao gồm chọn gói chi phí đăng ký xe lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Thế nhưng hiện tại nó đã được trưng bày tại Salon Xe Đẹp Auto có địa chỉ tại số 86 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội chào bán với mức giá bán chỉ với 1,2 tỷ đồng. Hỗ trợ trả góp lên tới 80% giá trị xe, anh em chỉ cần có khoảng tầm 300 triệu đồng thôi. Đến đây là xong. Nói một chút tình trạng sơ qua về chiếc xe Mazda CX-8 đang được trưng bày tại Xe Đẹp Auto thì chiếc xe này đã chạy được xít soát khoảng tầm 1.3 vạn, tương đương với khoảng tầm 13.000 cây số, cũng vừa mới hết roda thôi. Và theo như chúng tôi quan sát thì mẫu xe này còn hạn đăng kiểm lên tới tháng 2 năm 2022. Ngoại thất xe anh em có thể thấy bằng mắt thường thôi, mẫu xe này còn rất nhiều những phần chi tiết nguyên zin. Chủ salon xe sẽ đảm bảo được nước sơn zin ở phía bên ngoài lên tới 80%. Nổ máy lên. Nói thật là một chiếc xe mà chạy được khoảng tầm 1.3 vạn, tương đương với 13.000 cây số, mới chạy hết roda, chắc có lẽ là cũng không có quá nhiều từ để mà miêu tả rằng nó mới như nào và nó đang trong tình trạng ra sao, đúng không ạ? Và tôi chỉ muốn chia sẻ cho anh em những cái thông tin hữu ích để chọn lựa một chiếc xe. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta có chiếc xe Mazda CX-8 hiện tại đang có mặt ở đây. Đây là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản Premium, sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Và đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho anh em đó là phần ghế. Trên mẫu xe Mazda CX-8 phiên bản Premium AVKD thì được sử dụng bằng cái phần da là da Nappa, chủ yếu sử dụng trên các mẫu xe sang của BMW. Và anh em có thể thấy này, bề mặt ghế của xe đó, bề mặt ghế của mẫu xe Mazda CX-8 này còn rất là căng mịn và không có dấu hiệu của độ phồng, rồi chảy xước hay là rột. Đó, anh em có thể thấy và quan sát toàn bộ cái phần ghế này. Và cái phần thứ hai tôi muốn chia sẻ cho anh em đó là phần vô lăng xe. Người chủ cũ nếu như là người ta sử dụng thực sự không giữ gìn thì cái phần vô lăng xe này nó sẽ bị bám bẩn và đồng thời nó sẽ bị bạc mờ. Thì tôi cho rằng là cái phần mẫu vô lăng này nó còn rất là mềm và sờ vào thì cảm giác rất là chắc tay, rất là mới. Những cái nút bấm bên trong phần vô lăng của chiếc xe Mazda CX-8 này nó còn giữ được những cái độ chính xác rất là cao, đồng thời là nó có những cái độ nhạy bén, cứng chắc, không hề có cái dấu hiệu về sự lỏng lẻo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải đi chọn xe, chúng ta sẽ phải kiểm tra những phần này đã. Nó rất là đơn giản, nó nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ đánh giá được gần như là nội thất của chiếc xe. Đối với chiếc xe Mazda CX-8 phiên bản Premium AVKD thì được trang bị rất nhiều những công nghệ hiện đại trên mẫu xe này. Đặc biệt là cái gói an toàn Active Sense đã được Mazda trang bị trên mẫu xe cao cấp nhất của Mazda, Mazda CX-8. Nhưng đối với chiếc xe Mazda CX-8 đang được trưng bày tại Xe Đẹp Auto
anh em có thể thấy đây, quay phim quay rõ đây, thì cái phần chi tiết này nó còn giữ được những cái màu nguyên vẹn của màu da và cái cảm giác sờ chạm rất là tốt, thích mắt. Đối với mẫu xe Mazda CX-8 phiên bản Premium thì được trang bị một cái cụm màn hình 7 inch kết nối với Apple CarPlay hay là Android Auto và định vị nữa. Cho nên là nếu như mà anh em nào có muốn một chiếc xe di chuyển ở trong nội đô, trong thành phố hay mình thường xuyên là cùng với gia đình để tận hưởng những ngày cuối tuần đi chơi, đi picnic, thì mẫu xe Mazda CX-8 này nó vừa đáp ứng được những cái công nghệ, nó lại vừa đáp ứng được những cái không gian. Đối với hàng ghế sau của một chiếc xe SUV 7 chỗ thì cái điều quan trọng nhất nó là không gian sử dụng. Đối với mẫu xe Mazda CX-8 thì anh em có thể thấy ở mắt thường thôi, tôi ngồi ở vị trí này thì nó rất là thoải mái, rộng rãi và nó còn có thêm những cái phần rèm riêng tư ở đây nữa. Đấy, nó sẽ bảo quản, nó sẽ bảo vệ cái không gian riêng tư của những người ngồi bên trong khoang cabin xe. Và ở phần phía đằng sau, cái điều kiện thời tiết nhiệt đới ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, những thời điểm cao điểm chẳng hạn như là tháng 5, tháng 6 mùa hè hay ở trong Sài Gòn, thì những phần chi tiết ở phần phía đằng sau, tiện ích công nghệ không thể bằng được những cái phần cửa gió điều hòa như này được đó. Nếu như có những cái phần cửa gió điều hòa ở đây thì người ngồi ở hàng ghế thứ hai sẽ cảm thấy rất thoải mái và thông thoáng. Tôi nghĩ rằng đối với chiếc xe Mazda CX-8 này thì có lẽ nhà sản xuất Nhật Bản họ đã hướng tới những đối tượng khách hàng là gia đình. Và nếu như mà quý khách hàng nào, bạn nào đang có cái nhu cầu mua một chiếc xe để mình phục vụ cho gia đình, những gia đình có thành viên lên tới khoảng tầm trên 5 người, thì mẫu xe Mazda CX-8 này thực sự nó rất là phù hợp với không gian sử dụng và đồng thời những cái tiện ích trên xe. Đối với chiếc xe Mazda CX-8 phiên bản Premium AVKD sản xuất năm 2019 này thì hiện tại xe đẹp Auto có địa chỉ tại số 86 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm chào bán với mức giá bán là khoảng tầm 1,2 tỷ đồng. Như tôi đã chia sẻ với anh em từ đầu bài video clip thì về mức giá thì chắc có lẽ là chúng ta cần phải gặp nhau để đàm phán thương thảo. Vì lẽ vậy nên là nếu như anh em nào đang quan tâm tới mẫu xe SUV 7 chỗ với tầm tiền trên thì anh em đừng tiếc gì một cú gọi và hãy nhấc máy lên gọi điện thoại cho chủ salon xe. Số điện thoại thì chúng tôi đã đặt ngay phần phía dưới màn hình để anh em có thể là tiện theo dõi và liên lạc. Anh em đừng quên đọc Pass Auto Việt Nam để nhận được một mức giá hỗ trợ tốt nhất đến từ phía chủ salon xe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em mua được một chiếc xe ưng ý.